Cúp 88 FI xe kho cam về đời 21 giá 16 triệu. Tình trạng là nguyên zin từ trong ra ngoài, sơn zin không giảm tuốt, chưa bù phép. Tình trạng là hoàn hảo, mọi chức năng hoạt động ok, máy đang nổ chạy bình thường, sơn zin toàn bộ không giảm tuốt nha anh em. Cam đùm nền còn sáng bóng nha, nói chung là mọi chức năng hoạt động hoàn hảo đó. Xe này là cực đẹp, đời cực cao luôn, đời 21. Máy móc thì nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, đang chạy bình thường, êm ái nhẹ nhàng, sơn zin toàn tập. Cúp FI đời 88 xe kho nội địa Nhật về giá 16 triệu nha anh em. Giấy tờ tại Việt Nam anh em tự lo. Tháng 8 2021.